tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ bò bía nha. Bò bía là món ăn dân dã, món ăn vặt rất là thân thiện với chúng ta nha. Thân thiện còn ở đây, nếu mà nó nói là món ăn mà là thân thiện thì nó sẽ nghiêng về phần bán chạy hay không, quẹo mặt hàng quen biết nhiều hay không. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và hôm nay vòng tay của mình sẽ có dòng chữ bạch tuộc sốt Thái nhá. Đây là món ăn vặt của Việt Nam mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với màu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với màu xanh tím xanh nha. Chúng ta vô tình gặp rồi quen nhau, xuân mang niềm đau về nhau đã trao. Nhau các bạn ơi, đây là màu xanh, màu tím xanh đầu tiên của mình nha. Người đây làm phần màu tím xanh đầu tiên của mình. Giờ mình sẽ xỏ đến màu đỏ đi. Đây là màu đỏ của mình nha mọi người. Đây là phần màu đỏ của mình nha mọi người. Giờ mình sẽ tiếp tục với màu vàng nhạt. Màu vàng da.
nha. Đây là ba màu của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là ba màu của mình đã xỏ vào nha. Giờ mình sẽ xỏ màu tím. Đây là bốn màu của mình nha mọi người. Mọi người đây là bốn màu của mình nha. Tiếp theo là mình sẽ xỏ hạt chữ. Đây. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình đã được hoàn thành rồi nha. Đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Anh cha, 4 giờ phải lao cơ đấy. 5 giờ phải lao cơ. Vào TikTok có tìm cho em chưa? Chưa tìm. Đây, cho bạn TikTok là một tìm. Facebook được like bài chưa? Tôi thấy đâu được like bài chưa. Và lý do đi chấu.